Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Corando đời cũ. Với cái dòng sản phẩm này thì cái lốc của nó có một phần khá là đặc biệt, đó là dạng lốc thân tròn. Phần đuôi lốc sẽ có một cái van áp suất lốc để bảo vệ lốc. Đây chính là hai cái mặt bích được bắt trên thân của lốc anh em nhé. Một mặt bích đường hồi, một mặt bích đường cao. Lốc được lắp ghép với nhau qua hai phần thân, một phần đuôi, một phần đầu. Lốc được bắt vào với phần động cơ là qua bốn chân, hai chân dưới và hai chân trên. Buli để lai dây curoa của nó là chạy bản 6BK anh em nhé. Đây. Đây chính là cái buôn điện của nó, buôn điện của cái dòng này nó khá là to, và cái mặt bích mặt hít của lốc thì nó khá là đặc biệt ở một điểm, đấy là hoa sao. Đây. Cảm ơn anh em đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 góc 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727722. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Em xin chào.